Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách các bạn gõ tiếng Việt có dấu trên máy tính nhé, dành cho các bạn mới sử dụng một lần đầu. Đó, thì trong thời gian vừa qua thì cũng có một số bạn có chia sẻ kênh của mình về cái hỏi về cái cách gõ tiếng Việt có dấu, tức là gõ các cái chữ cái đặc biệt. Đó, ví dụ như là chữ U hay chữ Ơ hay chữ E. Đó, thì trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách gõ một số cái thì tại ký tự đặc biệt ở trên của các bạn nhé. Rồi thì cũng tương tự như các video trước, thì video này thì mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn mới sử dụng Word lần đầu, cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết để các bạn để theo dõi nhé. Rồi thì để gõ cái văn bản ở trên máy tính thì đầu tiên các bạn thường thường chúng ta sẽ có 3 bước nhé. Đấy, bước đầu tiên là các bạn sẽ mở Word này. Đó, mở cái ứng dụng Word ra để chúng ta soạn thảo văn bản. Đó, bước thứ hai là chúng ta sẽ mở cái phần mềm Unicode lên để chúng ta gõ tiếng Việt có dấu. Thì các bạn lưu ý là cái phần mềm Unicode thì hiện nay là sử dụng phổ biến nhé, và các bạn sử dụng hoàn toàn miễn phí nhé, được sử dụng miễn phí. Đó, thì hầu như là máy tính nào người ta cũng cài rồi. Thì các bạn có tiếng Việt thì các bạn sẽ cần sử dụng cái phần mềm này cho việc sử dụng nhé. Rồi thứ ba là soạn thảo văn bản. Thì sau khi các bạn mở cái thực hiện bước 1, bước 2 rồi thì chúng ta sẽ sang bước 3, đó là soạn thảo văn bản. Thì các bạn sẽ soạn ra các cái văn bản Word, ví dụ như là các bạn viết các cái giấy mời này, đấy, hoặc là các cái đơn xin việc, đấy, vân vân. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái Word, mình sẽ hướng dẫn các bạn về mở Word nhé. Thì khi các bạn mở máy tính lên thì chúng ta sẽ tìm xem ở trên màn hình có cái biểu tượng là chữ V kép nhé, đó, chữ V kép. Thì ở đây có cái chữ V kép đó các bạn này, đó, tất cả các phiên bản Word thì đều có chữ V kép này. Đó là ở đây thì mình đang sử dụng cái phiên bản Word 2016. Còn các phiên bản Word khác thì nó cũng có chữ viết kép thế này. Đó, thì để mở cái này lên thì các bạn chỉ cần kích chuột trái hai lần liên tiếp vào đây thôi. Đó, kích nửa chuột bên trái hai lần liên tiếp. Rồi các bạn phóng lớn lên. Thì trong cái Word 2016 này thì cái giao diện nó hơi khác một chút các bạn nhé. Thì các bạn sẽ kích vào cái ô đầu tiên này này. Thì chúng ta mở lên. Đó, như vậy là chúng ta đã có cái giao diện của cái file Word tương đối là đẹp. Phía trên có màu xanh và phía dưới thì chúng ta có cái phần màu trắng hơi ám vàng. Đó. Thì phía trên này là các cái mục, tức là các cái thanh công cụ để chúng ta phục vụ cái công việc soạn thảo văn bản. Đó, tức là viết tiếng Việt. Còn ở dưới này là cái cửa sổ để chúng ta soạn văn bản, tức là chúng ta viết chữ tiếng Việt lên cái vùng ở dưới này. Đó, cái vùng này. Rồi, thì ở đây thì để cho đơn giản thì mình sẽ chia sẻ các bạn ở trên cái bàn phím ảo nhé. Bàn phím ảo để cho các bạn dễ hình dung về cái cách làm luôn. Đó, thì trên Windows 10 thì chúng ta mở phần phím ảo thì các bạn có thể vào cái phần kính lúp ở dưới này. Đó, các bạn gõ cái phần on nhé. On thì chúng ta có cái mục là on screen keyboard. Ở trên các cái phiên bản Win 7 hoặc là Win 8 hoặc là Win 11 thì các bạn cũng tìm cái này hoàn toàn tương tự nhé. Các bạn cứ chọn cái mục nào có chữ on screen keyboard, có nghĩa là bàn phím ảo trên máy tính, các bạn tích vào đây. Đó, thì đây là cái bàn phím ảo. Cái bàn phím ảo này thì dùng để thay thế cho bàn phím thật để trong một số trường hợp, ví dụ như bàn phím thật của các bạn bị hỏng hoặc là các bạn đang gặp lỗi gì đó thì các bạn dùng cái bàn phím này các bạn thay thế cũng được nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái Word lên để mình chia sẻ các bạn này. Rồi bước thứ hai là sau khi có cái này mở Word rồi, các bạn sẽ mở cái Unicode lên. Đấy, phần mềm Unicode để chúng ta gõ tiếng Việt, phần mềm này là bắt buộc phải có các bạn nhé, thì chúng ta gõ tiếng Việt nhé. Đó, bước thứ nhất là mở Word rồi, ở đây mình đã mở Word rồi này. Đấy, sang bước thứ hai chúng ta sẽ mở cái phần mềm Unicode. Thì các bạn nhìn lên màn hình máy tính chúng ta có cái biểu tượng nó là có chữ U, I và N này. Đó, ở dưới này họ có ghi là Unicode. Các bạn cũng kích chuột trái hai lần liên tiếp vào đây thì chúng ta mở lên. Và các bạn nhấn OK. Thì đây là phiên bản Unicode 3.4ERC4 này. Thì ở đây các bạn chỉ cần quan tâm ở hai cái ô này thôi. Ô đầu tiên là bảng mã thì các bạn sẽ tích vào đây. Các bạn chọn dòng đầu tiên luôn, đó là Unicode này. Tiếp theo là cái ô thứ hai là kiểu gõ, các bạn cũng tích vào đây. Các bạn chọn dòng đầu tiên đó là Telex. Đó, các bạn chỉ cần quan tâm đến hai cái mục này thôi. Đầu tiên là Unicode, chọn dòng đầu tiên nhé. Cái dưới này các bạn chọn dòng đầu tiên luôn. Thì sau khi các bạn chọn như thế này thì chúng ta bấm vào đóng này. Đó, rồi như vậy là chúng ta được kích hoạt cái phần mềm Unicode lên để gõ tiếng Việt. Lúc này các bạn có thể kiểm tra thêm một lần để cho an tâm nhé. Các bạn tích vào cái phần dưới này. Đây, cái phần này các bạn chú ý là chúng ta phải khi nào nó hiện lên cái chữ V như này nhá thì chúng ta mới gõ tiếng Việt được nhá. Còn nếu mà ở đây đang có chữ E này thì chúng ta đang gõ tiếng Anh, chúng ta không gõ không có dấu được. Đó, thì bây giờ muốn gõ tiếng Việt thì các bạn kích chuột trái vào đây để chuyển thành chữ V.
Thì vừa rồi có một số bạn chia sẻ kênh của mình vì sao để mở cái phần mềm UDK lên rồi đấy, nhưng mà gõ tiếng Việt vẫn không được đó, thì lúc này các bạn phải nhìn xuống phía dưới, các bạn phải để sang chữ V thì mới được nhé. Rồi sau khi có cái này thì chúng ta sẽ bắt đầu gõ tiếng Việt, thì mình sẽ lấy bàn phím ảo lên đây để chia sẻ các bạn cho dễ. Rồi đầu tiên là mình sẽ gõ một cái đoạn những cái ký tự rất là đơn giản thôi để các bạn dễ hình dung nhé. Đó. Thì ở đây mình đầu tiên là các bạn sẽ chọn cái phông chữ đây này, là chúng ta chọn cái phông chữ là Times New Roman này. Theo quy định của Việt Nam mình là phải lấy phông chữ Times New Roman này. Đó, cờ chữ là 13 hoặc 14 nhé. Đó, nhưng mà ở đây thì mình lấy ví dụ cụ thể cho các bạn, cho nên mình lấy cái cờ chữ lớn lớn để các bạn dễ quan sát thôi. Và đầu tiên là mình sẽ gõ cái chữ, ví dụ như là gõ cái dấu đã, ví dụ như các bạn gõ cái chữ ư chẳng hạn, đúng không? Chữ ư thì chúng ta sẽ gọi như thế nào, ví dụ ư, chữ ư như thế này này. À, chữ ư thế này các bạn này, đó, chữ ư như thế này thì chúng ta sẽ gọi như thế nào, đúng không? Đó, thì các bạn sẽ đầu tiên là các bạn sẽ bấm vào chữ ư này, các bạn sử dụng cái bàn phím máy tính của các bạn ấy, các bạn bấm vào chữ ư trước nha. Đó, rồi tiếp theo các bạn sẽ bấm vào cái chữ v kép này để chúng ta lấy cái dấu ư, lấy cái dấu ư trên này này. Đó. Rồi như vậy chúng ta có cái chữ ư rồi. Đó, bây giờ mình làm lại nhá. Bấm chữ U trước này. Rồi, chữ V kép này là chúng ta dùng để đánh chữ ư. Rồi tương tự như vậy, ví dụ mình đánh chữ ô chẳng hạn, đúng không? Chữ ơ chẳng hạn thì mình cũng bấm vào chữ ô trước này. Rồi, tiếp theo là bấm vào chữ ư này. Đó thì chúng ta sẽ có chữ ơ. Đấy là khi khi các bạn viết dấu ơ thì các bạn bấm vào chữ V kép nhé. Và tiếp theo các bạn sẽ viết chữ chữ E đi, không? Chữ E thì các bạn đầu tiên các bạn bấm vào chữ E này hai lần, chúng ta sẽ có chữ E này. Đó, bấm hai lần các bạn nhé. Đó, E này. Đó, hai lần thì chúng ta sẽ ra chữ E. Rồi, chữ Á nữa. Đó, chữ Á, ví dụ như là chữ Á thì chúng ta sẽ có chữ A, bấm chữ A trước này. Rồi, tiếp theo các bạn bấm vào chữ V kép nhé. Đó, thì chúng ta sẽ lấy chữ Á. Đó, cái này mình sẽ cho nó lớn lên một chút nữa, các bạn dễ thấy nhé. Mình cho lên chữ 26 đi. Rồi thì ở đây mình sẽ bắt đầu bấm tiếp chữ Á rồi, đúng không? Đấy, chữ A và dấu Á rồi. Rồi ví dụ như là tiếp theo là chữ O. Đấy, chữ O thì các bạn sẽ bấm vào cái phím có chữ O này hai lần. Đó thì chúng ta sẽ có chữ O. Đấy, rất là đơn giản như vậy các bạn nhé. Đấy, O O. Đó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có cái chữ dấu nặng chẳng hạn, đúng không? Dấu nặng, ví dụ như là bấm là ví dụ như mình sẽ bấm chữ gõ đấy, gõ giống ngã trước đi. À, gõ thì các bạn sẽ bấm chữ G này. Đó, tiếp theo là chữ O này. Rồi giống ngã thì các bạn sẽ bấm vào chữ X nhé, chữ X này. Đó thì chúng ta sẽ có chữ gõ. Rồi chữ tiếng đi, gõ tiếng Việt đi. Chữ tiếng thì chúng ta sẽ bấm vào chữ T này. Đó, chữ tiếp theo là phím có chữ Y này. Rồi tiếp theo là chữ E, đúng không? Chữ E thì các bạn bấm vào phím có chữ E hai lần. Đó, và chữ N. Rồi tiếp theo là chữ G. Rồi dấu sắc nhé. À, gõ tiếng là phải có cái tiếng nó phải có dấu sắc, thì các bạn bấm vào chữ S để chúng ta lấy dấu sắc này. Đó, như vậy chúng ta gõ tiếng. Các bạn chú ý là những cái dấu này là nó nằm ở trên một phím đặc biệt nhé. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái phím cách dây dài này để chúng ta cách cái trừ ra này. Đây, đó thì cái con trỏ chuột nó ra ngoài này rồi. Các bạn bấm lần nữa thì cái con trỏ này nó sẽ dài ra. Đó, đi chạy ra càng xa ra ngoài này thì các cái trừ càng tách ra. Đấy, như vậy là ở trên bàn phím của các bạn thì có cái phím rất là dài đấy, gọi là cái phím bách, phím cách của khi gõ tiếng Việt. Các bạn kích một lần vào đây thôi là hai cái chữ nó sẽ tách ra nhá. À, các bạn kích nhiều lần vào thì hai cái chữ nó rời càng xa, nhưng mà thường là chúng ta chỉ bấm một lần vào cái phím cách này thôi. Rồi tiếp theo là chữ Việt, đúng không? Thì chữ V, các bạn bấm vào chữ V này. Chữ Y này. Chữ E, đúng không? Bấm vào chữ E hai lần này. Rồi chữ T này. Rồi dấu nặng. À, dấu nặng thì các bạn bấm vào chữ G để chúng ta lấy dấu nặng. Đó. Thì sau này các bạn bấm các cái chữ khác mà có dấu nặng ấy thì các bạn cũng bấm vào chữ G nhé. Đó, còn nếu các bạn bấm các cái chữ khác mà các bạn có dấu sắc thì các bạn bấm vào chữ S này. Đó, còn dấu ngã thì các bạn bấm vào chữ X này. Đấy, còn chữ Ơ ấy thì các bạn sẽ bấm vào chữ V kép này. Đấy, đó là một số cái từ đặc biệt. Rồi bây giờ mình sẽ gọi thêm các bạn một cái dòng nữa để các bạn dễ hình dung luôn. Rồi, tiếp theo này, mình sẽ gọi là cái chữ sử dụng quật đấy. À, sử dụng quật thì đầu tiên là các bạn bấm vào chữ S này. Rồi chữ U này. Ở đây chúng ta phải có chữ ư đúng không? Thì các bạn bấm vào cái kép này.
Rồi, sự thì các bạn bấm dấu hỏi thì chúng ta bấm vào chữ R. Đó, chúng ta có sự này. Sau khi có chữ sự rồi chúng ta sẽ bấm cách ra một một đoạn đúng không? Thì các bạn bấm một cái dấu cách dài dài trên bàn phím một lần này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào chữ dùng đúng không? Dùng thì giờ này, U này, N này, G này. Đó, và chúng ta còn cái dấu nặng nữa thì các bạn bấm vào chữ G giống như lúc này. Đó, sử dụng rồi. Tiếp theo chúng ta phải cách một lần ra, bấm vào cái phím dài nhất. Sử dụng vuột đó, vuột thì là tên tiếng Anh rồi thì các bạn chỉ bấm tiếng Anh bình thường với kép này. Các bạn bấm với kép cái chữ với kép này hai lần thì chúng ta sẽ có chữ với kép nhé. Đây các bạn bấm vào chữ phím với kép một lần thì ra chữ ư, nhưng mà bấm thêm lần nữa thì nó sẽ ra chữ với kép này, O này, R này, D. Đây, như vậy chúng ta có cái mục là sử dụng vuột. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm cho các bạn thêm một dòng nữa đi, đó là soạn thảo văn bản đây. Soạn thảo văn bản nhé, để các bạn biết cái cách làm nhé. Thì đầu tiên là chữ soạn đúng không, thì các bạn bấm lên bàn phím là chữ S này, O này, chữ A này, chữ N này, rồi dấu nặng đúng không, soạn mà thì dấu nặng các bạn bấm vào chữ G giống như lúc nãy. Rồi cách ra này, thảo là T này, phím H này, A này, phím O này. Rồi thảo thì chúng ta phải có dấu hỏi đúng không, dấu hỏi thì các bạn sẽ bấm vào phím có chữ R giống như lúc này. Đó, các bạn bấm vào đây thì chúng ta có soạn thảo. Rồi tiếp theo chúng ta bấm dấu cách soạn thảo văn bản. Đó, tiếp theo là chữ văn thì V này, chữ Á thì các bạn sẽ bấm vào chữ A hai lần. Cái đấy chữ Á thì các bạn sẽ bấm vào phím có chữ A này. Tiếp theo là bấm vào chữ V kép này thì chúng ta lấy chữ Á này. Văn thì có thêm chữ N nữa. Rồi cái này không có dấu, đó, soạn thảo văn văn bản, cái này mình bấm vào cách một lần nữa này. Rồi và cái chữ cuối cùng là chữ bản, soạn thảo văn bản. Chữ bản thì các bạn sẽ bấm vào phím có chữ B này, phím A này, phím N này. Rồi thiếu chữ hỏi nữa đúng không, thì dấu hỏi này các bạn bấm vào chữ R giống lúc này. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ có sử dụng soạn thảo văn bản. Rồi bây giờ các bạn muốn xuống dòng đúng không, xuống dòng tức là sau khi ví dụ các bạn viết hết cái dòng ở tên này hết rồi, các bạn muốn xuống dòng thì các bạn sẽ bấm vào cái phím Enter đây này, phím này để chúng ta xuống dòng. Đó, thì như vậy là ngay lúc này là cái con trỏ chuột nó nhảy xuống dòng phía dưới đấy, và các bạn lại tiếp tục gõ dưới này. Các bạn muốn thêm xuống thêm một dòng rồi các bạn bấm Enter vào đó. Rồi tiếp theo nữa là bây giờ các bạn ví dụ các bạn viết cái chữ này sai chẳng hạn, ví dụ như soạn thảo văn bản các bạn muốn xóa cái từ này đi đó, các bạn viết sai chẳng hạn, mình lấy ví dụ như vậy nhá, thì chúng ta sẽ xóa như thế nào. Đó là các bạn để con chuột đang sau cái chữ cần xóa này này, để chuột đang sau đây, và các bạn bấm vào cái nút delete ở trên bàn phím nhá, cái phím mà có chữ DL. Rồi cái này là ở trên delete này xóa các bạn ạ, cái này phải bôi đen. Rồi các bạn bấm vào cái phím có cái mũi tên này này, đây. Do cái bàn phím ảo thì có một số phím người ta không viết tiếng Anh các bạn, cho nên là khó nhìn một chút. Các bạn bấm vào cái phím này có mũi tên ở đây này. Đó. Xóa chữ N đúng không? Rồi xóa luôn chữ A này, xóa luôn chữ B này. Đấy các bạn bấm thì nó càng dồn về trước thì nó càng xóa đi. Đó, cái phím có cái chữ back ở trên bàn phím nha, cái phím các bạn lưu ý có cái phím này này. Cái phím ở cái gần ở góc trên cùng của bên phải ấy, cái phím này là dùng để xóa này. Phím BA này. BA CK S BA C. Đó, thì cái phím này chính là cái phím để xóa khi mà các bạn viết sai. Các bạn chỉ cần để con chuột ra sau thôi và các bạn bấm vào cái phím này thì nó sẽ xóa hết lần lượt từ bên phải sang bên trái. Đó, các bạn tìm cái phím này ở góc phía trên cùng phía bên phải. Rồi, thì trong video trước thì mình đã chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn mở file Word này. Đấy, rồi các bạn lưu, đổi tên, rồi copy, xóa file Word. Tức là sau khi các bạn soạn xong rồi thì các bạn phải lưu cái file này lại để sau này chúng ta tiếp tục chỉnh sửa hoặc là chúng ta làm việc. Để tránh trường hợp khi các bạn soạn thảo văn bản xong rồi thì các bạn không lưu, thì các bạn mở máy lên ấy, thì cái file đó bị mất đi và chúng ta lại phải đánh lại từ đầu. Đó, rất là mất thời gian. Đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm cái video trước mà mình đã chia sẻ trên kênh. Thì sau khi các bạn soạn thảo văn bản xong như thế này thì các bạn sẽ lưu lại nhé, các bạn bấm vào cái nút file đây này này. Tiếp theo các bạn nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ và các bạn chọn một cái dòng là save as này. Đó, có s a v e i s này, các bạn tích chuột trái vào đây. Rồi tiếp theo các bạn chọn ổ đĩa, thì thường thường là chúng ta sẽ lưu trong ổ đĩa D hoặc là ổ đĩa E. Ở đây mình chọn ổ đĩa D này. Rồi các bạn sau khi chọn ổ đĩa D rồi, zipc chọn ổ đĩa D này, thì các bạn sẽ đặt tên file ở đây, ví dụ như là mình đặt là
gõ tiếng Việt đi. Đó, gõ tiếng Việt. Gõ tiếng Việt. Tên Word đi. Tên Word. Đó. Thì các bạn có thể đặt tên file là có dấu cũng được hoặc là các bạn không cần dấu cũng được. Đó, các bạn đặt tên file theo chữ viết hoa hoặc là viết thường đều được nhé. Đó, nhưng mà ở giữa hai cái chữ này các bạn nên để một cái dấu gạch ngang này để tránh trường hợp cái file này sau này nó bị lỗi. Ví dụ như chữ gõ tiếng ở đây mình có để một dấu gạch ở giữa này, tiếng Việt cũng vậy. Đó, thì sau khi các bạn đặt tên file rồi đó thì các bạn sẽ bấm vào Saver để chúng ta lưu. Còn nếu các bạn bấm vào cái chữ Can này này, tức là CANCEL này thì chúng ta không lưu. Đó, ở đây mình lưu cho nên mình sẽ bấm vào chữ Saver. Đó, thì sau khi lưu xong rồi thì chúng ta sẽ đóng cái file này lại được mà chúng ta không phải lo bị mất đi. Rồi, thì mình vừa chia sẻ các bạn về một số cái cách gõ tiếng Việt rất là cơ bản về các cái chữ cái rất là đặc biệt, và mình có lấy một số cái ví dụ để các bạn dễ hình dung về cái cách gõ tiếng Việt ở trên máy tính bằng bàn phím trực tiếp trên máy của các bạn nhé. Sau khi các bạn gõ thành thạo trên bàn phím rồi thì các bạn có thể chuyển sang gõ trên bàn phím ảo thì nó mới dễ. Rồi mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn gõ được tiếng Việt ở trên máy tính thành công nhé. Sau video này bạn nào có vấn đề gì, các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.